Anh chỉ ôm bạn gái ngủ mê gọi tên cô gái khác. Kết quả ngày hôm sau liền tỉnh dậy trong nhà tù. Anh tỉnh dậy vì cơn đau bị rút móng. Nhìn thấy bạn gái dịu dàng xoa mặt mình, toàn thân anh bất giác run rẩy. Anh đang sợ em sao? Sợ em giết anh? Tuyết Cơ mỉm cười kỳ quái. Anh nôn dị vật trong miệng ra rồi hoảng loạn nói. Nghe anh giải thích, Tuyết Cơ em hiểu lầm rồi. Tuy nhiên ngay giây sau kìm lại đưa đến sát gần ngón tay của anh. Sau đó rắc một tiếng, vẻ mặt của anh vô cùng dữ tợn. Đau quá, nhưng Tuyết Cơ lại vui vẻ, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Tô Thiên, chúng ta đều biết rồi. Tuyết Cơ tinh nghịch ấn lên máu trên máu tươi của anh. Ngón tay ngọt ngào mỗi lần ấn xuống, kèm theo đó là tiếng kêu bất lực của anh. Bọn họ đều biết rồi, bởi vì cơn đau kịch liệt nên đầu anh cũng hoảng loạn. Không hiểu câu nói này có nghĩa gì, tuy nhiên sau khi cửa phòng tối tăm từ từ mở ra, thấy thân hình quyến rũ đi vào, Tuyết Cơ tháo vải đen trên mắt Tô Thiên xuống. Do chưa thích ứng được nên mất một lúc anh mới nhìn rõ người đến. Đều là bạn gái cũ bị anh bỏ, lúc này họ bắt tay nhốt anh vào tù. Tiểu Tô Tô, xin lỗi nha, bọn em tập hợp lại lừa anh lâu vậy. Giọng nói tinh nghịch vang lên. Nhưng cơ thể Tô Thiên đau đớn kịch liệt, tay chân bị trói chặt, anh chỉ có thể trợn mắt nhìn họ áp sát. Không, đừng mà, có ai không cứu tôi? Sau đó bọn họ giày vò anh mấy chục năm, trái tim của anh cuối cùng cũng ngừng đập. Khi ý thức của anh rơi vào bóng tối, anh thề nếu như có kiếp sau nhất định sẽ không bắt cá nhiều tay. Quan trọng nhất là không hoàn thành nhiệm vụ của cái hệ thống chết tiệt này. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa chợt vang lên, sau đó là giọng nói dịu dàng của mẹ. Tô Thiên mau tỉnh dậy đi, có bạn học nữ xinh đẹp đến tìm con nè. Bạn học nữ, chẳng phải mình chết rồi sao? Sao có bạn học nữ gì? Nhiệm vụ xuất hiện hẹn hò với Ngô Sảng. Đợi đã, giọng nói này là hệ thống. Anh tỉnh dậy hoảng loạn nhìn bốn phía, cho đến khi nhìn thấy chuông hồ mới tỉnh táo lại. Mình đã sống lại mười mấy năm trước. Quay về rồi, quay về rồi. Tô Thiên vui vẻ nhảy cẫng lên. Hệ thống chó má, nữ chính chó má, không còn liên quan gì đến mình nữa. Ha 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 ha. Ngay giây sau hệ thống liệt liệt kê ra độ hảo cảm của 99 cô gái. Sắc mặt anh tái mét, cho dù sống lại vẫn phải tiếp xúc với mấy ả điên này sao? Vậy thì sao thay đổi được? Hẹn hò với Ngô Sảng sao? Anh vươn vai đẩy cửa, sau đó liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hai má phúng phính. Nhìn thấy anh, Ngô Sảng đỏ mặt, từ từ gián sát, em chủ động đến tìm anh có phải không hay không? Đối mặt với cô gái ngây thơ này, Tô Thiên mỉm cười. Ngô Sảng không kìm được sững sờ, mà anh càng cười càng dịu dàng. Chúng ta chia tay đi. Cái gì? Ngô Sảng rõ ràng bất ngờ, nhưng hôm qua chúng ta còn ở bên nhau mà, tại sao hả Tô Thiên? Em làm gì sai sao? Đối mặt với cô gái sắp khóc, anh dịu dàng dùng ngón cái xoa miệng cô, sau đó bảo em xấu quá, không quay về nhà soi gương đi. Chẳng nhẽ em nghĩ anh thích em sao? Lời của Tô Thiên như sấm động trời khiến Ngô Sảng sững sờ. Sau đó hai mắt đẫm lệ hy vọng có thể nhìn thấy gì đó trong mắt Tô Thiên. Hu hu hu, em biết, đây là chuyện cười lớn nhất năm. Ha ha ha, em rất buồn cười. Tuy nhiên trong mắt Tô Thiên tràn đầy sự ghét bỏ, chỉ lạnh lùng chỉ ra cửa. Cô tự ra ngoài hay để tôi đuổi ra? Bảo là nam nữ bình đẳng, cho dù cô có là lợn béo tôi cũng không ngại đấm cô đâu. Mấy lời này khiến Ngô Sảng sụp đổ, cô bị anh sỉ nhục đến mức không còn đất dung thân. Trước khi yêu đương cô vì khiến anh vui mà mua anh giày chơi bóng thắt lưng. Cả ngày cô làm ba công việc, cuối cùng thành công trở thành người yêu của anh. Nhưng tại sao chỉ mới một đêm lại trở thành như này? Tô Thiên, anh là đồ cha nam cặn bã, tôi hận anh nhất định chết không tử tế. Ngô Sảng hoảng loạn bỏ chạy, trước khi đi không quên nguyền rủa. Tuy nhiên anh chẳng thèm quan tâm, còn thu dọn hành lý chuẩn bị đến Đại học Úa Tần. Đại học Úa Tần là nơi được Liên bang Quốc và Thế giới cùng sáng lập. Vào học được ở đây đều là người giàu, mà người bình thường như Tô Thiên có thể đến được Đại học Úa Tần chủ yếu vì anh có bạn gái cũ là Thiên Kim đại tiểu thư Linh Lung. Năm xưa hai người hẹn cùng học một trường. Để không chia cắt, cô sử dụng quyền lực của gia tộc để thêm tên anh vào danh sách. Nhưng sau khi đến đây học, anh liền thức tỉnh hệ thống phản diện vạn người ghét. Mà nhiệm vụ đầu tiên hệ thống đưa ra là chia tay Linh Lung. Linh Lung cấp A là người anh yêu nhất trong mọi người. Sau khi anh bước vào trường, liền bị mấy vệ sĩ cao to bao vây. Mấy người làm gì thế? Mấy vệ sĩ này vẫn mặt lạnh như tiền, trói anh đưa qua biệt thự. Tòa biệt thự này là ký túc chỉ có con gái Thiên Kim nhà giàu mới được ở. Sao mà mình đen thế nhỉ? Mới xuyên qua đã bị người ta bắt cóc trong tình hình chẳng hiểu gì. Sau đó Tô Thiên bị vứt xuống đất, mặt mày lấm lém ngẩng đầu, đón chờ anh là một mỹ nữ mặc quần tất, kết hợp với đôi chân dài miên man khiến cho người ta say đắm. Tô Thiên, còn nhớ tôi không? Giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, DNA trong người anh bùng lên. Sao vậy, không dám nhìn tôi à? Trần Thi Tình cố áp lửa giận xuống, dùng chân nhấc cầm anh lên. Anh bị ép ngẩng đầu nhìn người đẹp, quả nhiên là cô, đây chính là Hoa Khôi trường Trần Tinh Tình, học cùng cấp 3 với anh. Hồi lớp 11 anh với cô là bạn cùng bàn, lúc đó anh dịu dàng với mọi bạn nữ, đối xử với Thi Tình cũng vậy. Cô sinh trong gia đình giàu có, bố mẹ vì hôn nhân chính trị nên không có tình yêu. Cô sinh ra trong gia đình lạnh lẽo, có hơi cô đơn, không thích nói chuyện với người khác. Những bạn học khác đều cố gắng lấy lòng nói chuyện với cô, nhưng cô cũng ít khi nói. Nhưng nụ cười của Tô Thiên khiến người khác mê đắm, chẳng bao lâu sau đã trở thành ánh sáng trong đời cô. Mỗi khi anh nở nụ cười nói một câu, Thi Tình đều ghi nhớ trong lòng. Cô nghĩ anh đối xử với cô rất khác biệt, vậy nên vào kỳ 2 năm lớp 11 cô đã tỏ tình với anh. Lần đó cô phải diễn tâm rất nhiều lần, lần đầu lấy hết dũng khí khi nói ra tâm ý của mình. Tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, sau đó dùng hoa tươi của cô đưa cho người khác. Linh Lung, anh và cô ấy chỉ là bạn cùng bàn thôi. Hoa này tặng em. Hôm đó Thi Tình cuối cùng cũng nhận ra,
thứ mình coi là đặc biệt chỉ là trò cười. Anh đối xử với ai cũng rất đặc biệt, vậy nên cô lựa chọn chuyển trường. Bây giờ khi gặp mặt lại là ở trường Úa Tần. Mấy năm nay cô đã sớm trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hóa ra Thi Hoài, lâu không gặp, cậu sống tốt không? Anh lúng túng mở miệng, muốn cố gắng giữ vững nụ cười dịu dàng, nhưng bị Thi Tình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nụ cười khó coi trên mặt anh. Cô nghẹo đầu, chiếc ghim cài áo đỏ ghim trên ngực. Ghim cài ngực màu đỏ, có thể được Đại học Úa Tần trao cho ghim cài áo đỏ. Nhất định là sự tồn tại trên đỉnh thế giới. Chết rồi, năm đó sao mình ngốc thế nhỉ? Vì lấy lòng Linh Lung mà chọc phải một kẻ như này. Tớ còn chưa đến trường báo danh, có thể thả tớ ra được không? Trần Thi Tình nổi hứng nhìn Tô Thiên dưới chân mình. Chân tôi hơi bẩn, cậu giúp tôi lau sạch, tôi thả cậu ra. Đôi chân xinh đẹp của cô vừa hay ở trước mặt anh. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, nâng chiếc ly vang đầy rượu vang đổ xuống chân mình, rượu vang chảy xuống gót chân xinh đẹp của cô. Nhưng vẻ mặt của Tô Thiên vô cùng khó coi, sự tủi hờn này khiến Tô Thiên khó chịu nổi, nhưng tay chân bị trói lại khiến cậu không có tư cách phản kháng. Cậu đang do dự cái gì? Cậu cảm thấy mình còn lựa chọn nào khác sao? Thi Tình híp đôi mắt nguy hiểm, nhìn thấy anh bất động liền mất kiên nhẫn, sau đó đưa đôi chân lên đầu cô, mỉm cười nói, được rồi, tôi cho cô lựa chọn thứ hai. Giơ một tay lên đập một xấp giấy xuống đất, ký hợp đồng này rồi tôi thả anh đi. Nhưng khi anh khó khăn nhìn đống giấy đấy, anh liền sững sờ. Đây là hợp đồng gì vậy? Rõ ràng là hợp đồng bất bình đẳng, chỉ có thằng ngu mới ký. Bên trên còn viết hơn 100 điều khoản không hợp lý. Trần Thi Tình mỉm cười, sao vậy, suy nghĩ kỹ chưa? Hợp đồng hơi không hợp lý thì phải. Anh nhìn Thi Tình cảm giác hơi xa lạ, trong ký ức cô vẫn luôn là người gan bé, thậm chí không dám nhìn vào mắt mình. Bây giờ Thi Tình mỉm cười, anh cảm thấy cô có tư cách từ chối sao? Còn lâu tới mới ký hợp đồng này, ai thích ký thì ký. Sau màn ban nãy anh đã cởi được sợi dây thừng trên người rồi. Lúc này đứng dậy mắt đầy tức giận, Thi Tình mỉm cười hứng thú, nếu như cậu ra tay với tôi. Tô Thiên nghiêm túc nói, nếu như cô không thả tôi ra, không biết tôi sẽ làm gì đâu. Mặt cậu xinh đẹp thế mà ăn quả đấm thì không hay đâu. Vậy nên hu hu hu. Vừa dứt lời Thi Tình không biết tại sao liền cử động. Khi anh chưa phản ứng lại, chợt cảm giác được trời đất thay đổi. Sau khi hoàn hồn, hai tay bị khóa chặt ấn xuống đất. Sao không nói vậy, nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta nên không nói gì sao? Thi Tình mỉm cười, nhưng tay trói chặt lấy anh, nếu như cậu không ký thì tôi sẽ phế chân tay anh. Sau đó anh chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nghe xong, Tô Thiên không kìm được hoài nghi cô sẽ làm gì đó. Nhớ đến tình cảnh thảm của kiếp trước, anh vội vàng cầu xin, tôi ký, thế này còn được. Thi Tình thả tay ra ngồi xuống ghế, sau đó vứt cho Tô Thiên một cái bút màu vàng. Tô Thiên tủi thân ký tên mình lên bản hợp đồng bất bình đẳng này. Ngoan thật đó. Thi Tình mỉm cười thò tay ra sờ đầu anh, cứ như anh là một chú thú cưng ngoan ngoãn. Đi thôi, đưa cậu đi ăn. Thi Tình vô cùng vui vẻ kéo tay Tô Thiên đi đến nhà ăn của đại học. Trên đường hai người thu hút ánh mắt của người đi đường. Đại tiểu thư như Trần Thi Tình đương nhiên không cần đích thân đến nhà ăn, cô muốn ăn gì sẽ có người hầu dùng máy bay tư nhân đặt mua, mà mục đích của cô là nói với mọi người ở trường, Tô Thiên là người của Trần Thi Tình, sau này nếu ai dám động đến Tô Thiên thì nhà họ Trần sẽ không tha cho người đó. Nào nếm thử đi. Thi Tình bóc tôm hùm châu Úc ra hưởng thụ bữa ăn ngon. Anh mím môi muốn há miệng, hệ thống lạnh lùng vang lên, kiểm tra nữ trí cấp S tăng độ hảo cảm với chủ nhân. Mở nhiệm vụ cưỡng ép tăng độ thù hận, chọn một ăn hết đồ ăn của Trần Thi Tình, sau đó nôn hết ra bảo khó ăn, lựa chọn hai hất tung đồ ăn trên bàn rồi bảo đừng ăn. Lựa chọn 3 phản khách thành chủ, tút tôm hùm vào miệng Trần Thi Tình, hệ thống mày muốn tao chết à? Bây giờ Tô Thiên còn muốn giết luôn hệ thống, đây chẳng phải muốn mạng mình sao? Từ bỏ sẽ phải chịu trừng phạt, trong 24 giờ sẽ phải sủa tiếng chó, mặc kệ vậy CSS thì chết. Vậy nên anh lấy tôm hùm trong tay Trần Thi Tình, sau đó nhanh tay nhét nó vào miệng cô. Tôi thấy thứ ngon thế này nên để cậu ăn trước. Tô Thiên nuốt nước bọt cúi đầu nói. Tuy nhiên Thi Tình lại cúi đầu, sau đó che mặt để người ta nhìn không rõ sắc mặt. Chết rồi, chết chắc rồi. Thi Tình chẳng sẽ thẹn quá hóa giận định đẩy mình xuống biển. Khi anh đang hoảng loạn, đôi mắt cô hơi run, sau đó chiếc miệng xinh xắn há to ra. Tô Thiên, đây là cậu chọc tôi trước.